Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cái viết của Gosudo. Hình như cái tên gọi của nó là vậy. Cái viết này mình thay thế cho Apple Pencil và có một cái giá rất là rẻ, đâu đó khoảng dưới 400.000. Sở dĩ mình mua cái viết này tại vì nhu cầu của mình chỉ cần những thao tác như là chạm mở hoặc là ghi chú và phác thảo cái gì đó thôi. Mình không thiên về vẽ vời nên cái viết này nó sẽ đáp ứng cho nhu cầu của mình cũng như những bạn có cái nhu cầu tương tự như vậy. Ok, thì nó cũng giống như Apple Pencil, nó cũng có chức năng đó là hít vào iPad và nó tương thích với iPad 10.2 inch, iPad Pro 11, iPad Pro 12.9 inch. Và thiết kế thì bên ngoài mới nhìn vào cũng khá là giống Apple Pencil, như cái thân của nó màu trắng và sẽ có cái khu vực đó là sạc. Nếu mà Apple Pencil 2 thì đây là khu vực để mà sạc pin đó, thì cái viết này nó chỉ có chức năng đó là hít 500 thôi. Đây là cái cổng sạc của nó sử dụng cổng sạc Type-C. Cổng sạc này cũng khá là phổ biến, cũng chung với cái cổng sạc iPad Pro 11 inch của mình. Đây là cái đèn tín hiệu, khi các bạn chạm vào nó sẽ off, chạm vào nó sáng như là on. Khi mà nó on thì chúng ta sẽ thao tác được, còn khi nó off thì chúng ta không thao tác được. Về chức năng của cái viết này cũng giống như là mình nói ban đầu, thì nó chỉ là cho chúng ta lướt web nè. Đó, chúng ta lướt web, sau đó chúng ta phác thảo cái gì đó, chạm xem mạng ý bên trong. Nếu mà so với độ nhạy của Apple Pencil, mình thấy nó cũng khá là ổn so với tầm giá. Tất nhiên nó không thể so sánh với Apple Pencil được, vì Apple Pencil nó quá là đỉnh rồi. Cái phần kết nối thì cũng đơn giản thôi, chúng ta không cần phải tắt mở Bluetooth gì cả, chỉ cần tắt mở cái đầu này thôi, on off thôi. Vâng, thì khi chúng ta sử dụng nó để phát thảo cái gì đó, ví dụ như chúng ta muốn vẽ ra một cái sơ đồ cho ai đó hiểu, thì nó rất là ok. Hay chúng ta có thể sử dụng để mà edit phim này kia, nó cũng chi tiết hơn, cái đầu bút nó nhọn nè, chúng ta sẽ dễ điều chỉnh hơn. Và cũng tương tự khi chúng ta chỉnh ảnh cũng vậy, chúng ta sẽ chỉnh ảnh sáng tối, nó rất là dễ hơn là chúng ta sử dụng cái đầu ngón tay này. Ngoài ra nếu các bạn muốn vẽ, các bạn vẫn có thể vẽ được, tuy nhiên nó chỉ là vẽ chơi thôi. Ví dụ như mình vẽ sơ qua cho bạn coi. Nó không thể nhận dạng được cái độ nghiêng của viết hoặc là cái lực nhấn của mình. Mình thử ra các bạn vẽ thì không nên xài cái này. Có nhiều bạn mua Apple Pencil nhưng mà thực chất là các bạn cũng không sử dụng hết tính năng của nó. Các bạn chỉ sử dụng như mình thôi, ví dụ như lướt qua lướt lại, ghi chú, rồi Facebook thôi, chẳng có gì hết. Nữa ra mình nghĩ thì nếu các bạn có những nhu cầu đơn giản như vậy, các bạn có thể mua cái viết này, không nhất thiết phải mua Apple Pencil. Apple Pencil dành cho những bạn nào có nhu cầu vẽ nhiều hơn và mức giá của nó cũng rẻ nữa, mức giá của nó đâu đó khoảng dưới 400.000. Còn Apple Pencil các bạn mua second hand thì cũng đã 2 triệu rồi, các bạn mua mới thì khoảng 3 triệu hơn. Về thời lượng pin, bút này cũng cho một thời lượng khoảng 8 đến 10 tiếng. Mình nghĩ khá là ok, 8 đến 10 tiếng là nhiều á. Và cái cổng sạc Type-C cũng cùng với cổng sạc iPad Pro luôn, mình thấy cũng tiện nữa. Khi các bạn xài xong thì các bạn lắp lên đây, đơn giản. Ok, xin cảm ơn các bạn. À quên, có một điều nữa đó là cái lực hút của nó không có hút mạnh bằng bút Apple Pencil nha.
nhưng mà cũng được, cũng không đến nỗi nè, cũng khá là chắc chắn ha.